Cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng là 4 ngành lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất. Đây là kết quả từ báo cáo xã hội học tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức viên chức do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới chính thức công bố vào sáng nay tại Hà Nội. Kết quả khảo sát xã hội học về phòng chống tham nhũng cho thấy 4 ngành lĩnh vực tham nhũng nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. 4 ngành lĩnh vực ít tham nhũng nhất là bưu điện, báo chí, kho bạc và cảnh sát khu vực. Cũng theo kết quả này, báo chí là một trong những lực lượng được tin tưởng nhất về phát hiện tham nhũng. Cuộc khảo sát xã hội học do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ngân hàng Thế giới tiến hành, khảo sát trên 3 nhóm đối tượng là người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức. Và kết quả được công bố dựa trên cơ sở khảo sát từ hơn 2.600 người dân, hơn 1.000 doanh nghiệp và trên 1.800 cán bộ công chức tại 10 tỉnh, thành phố và cũng được tiến hành với cán bộ công chức của 5 bộ quản lý những lĩnh vực được cho là có nguy cơ tham nhũng. Cũng theo công bố sáng nay, có khoảng 32% doanh nghiệp được hỏi thừa nhận có chi trả chi phí ngoài quy định và nói rằng đây là cách nhanh nhất, dễ thực hiện nhất để được việc. Các khoản chi không chính thức thường xuyên nhất khi doanh nghiệp giao dịch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý chuyên ngành, ngân hàng, cảnh sát giao thông và hải quan. Khoảng 60% số doanh nghiệp được hỏi tin rằng chi phí không chính thức là khá tốn kém. Tuy nhiên, họ tin tưởng chi phí không chính thức tạo ra cơ chế ngầm, giải quyết công việc một cách nhanh chóng. Tại buổi họp báo, Phó Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, kết quả khảo sát xã hội học lần này không đại diện cho ý chí tổng thể của nhân dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Việt Nam. Chưa thể phản ánh một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác về thực trạng tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam và cũng không phải là ý kiến đánh giá của cơ quan nhà nước. Nhưng kết quả khảo sát này có ý nghĩa tham khảo và phục vụ công tác nghiên cứu nhằm hướng tới mục tiêu ngăn chặn từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.